Bullitt của Hàn Quốc nha các bạn. Đi xe Hyundai Seoul hào nhoáng nha các bạn. Đường phố của Hàn Quốc thì sạch đẹp hơn ở thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đi chuyển vô một cái siêu thị miễn thuế của Hàn Quốc, Sensake. Quốc thì người ta đi bộ nhiều nha các bạn. Đi ký sinh chứng hiếu rồi già đi đâu vậy?